ký của tham mưu trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên Tôi giết Nguyễn Bình Trần Kim Trúc Tập 5 Thời thế mỗi ngày một biến đổi Khói lửa không chỉ còn nhen nhúm tại vài đô tỉnh thị Mà lan tràn khắp nơi Tới những quận làng xa vắng Nhận thấy nếu tiếp tục đứng thế anh hùng một cõi Thì tất phải có ngài quân đội Pháp dồn lực lượng hùng hậu tới thanh toán. Tuy chưa chắc hẳn bị tiêu diệt, nhưng cũng khó tránh cảnh tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nên bộ tham mưu an viện, theo sự thỏa thuận trước với tư lệnh Bình Xuyên là Ba Dương, kéo binh từ Thủ Đức, đi bọc một vòng dài qua thủ dầu một, đổ xuống vườn thơm hay rừng thơm, rồi mới kéo về ấp số 4 nơi Phú Lâm, đóng thành thế chân vạc với trung đoàn 4 của Mười Trí và trung đoàn 5 của Phạm Hữu Đức. Từ ngày chính thức gia nhập liên minh và cũng để xóa bớt mỹ hiệu bộ đội du côn, An Điền trở thành trung đoàn 25 Bình Xuyên. Và cũng từ ngày đó, vì Nguyễn Bình luôn lui tới khu tam giác Phú Lâm thăm viếng Mười Trí nên mới xảy ra những cuộc đụng độ ngấm ngầm hay công khai giữa anh em trong bộ tham mưu trung đoàn 25 Bình Xuyên và khu trưởng khu 7 khu trưởng Nguyễn Bình hai lần bị ám sát hụt. Lần đầu, chính Nguyễn Bình và viên bí thư Nguyễn Văn Thắng đã tự dẫn mình vào vòng hóa lực của quân phục kích. Nhưng mười trí kịp thời phát giác âm mưu trên nên đã cứu thoát Nguyễn Bình trong đường tờ kẻ tóc. Lần thứ hai, được sự tán trợ ngấm ngầm của mười trí thì trong cơn mưa gió, quân phục kích lại bắn lầm các liên lạc viên tới ấp số 8 chỉ có mục đích đưa tin khu trưởng Nguyễn Bình cáo lỗi, xin hẹn gặp gỡ vào một ngày khác. Vụ ám sát hụt này tới tai của Nguyễn Bình. Giữa sự nóng bỏng chống đối về quân sự đó, Nguyễn Bình còn ghi nhận sự chống đối công khai về chính trị của Bình Xuyên, Cao Đại, Hòa Hảo, Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng và đệ tứ quốc tế. Nhắc lại, trong một lần Nguyễn Bình tới thăm 10 trí tại ấp số 4 Phú Lâm, ngay chiều hôm đó, Đức Quỳnh Giáo Chủ và Tư lệnh Cao Đài Kháng Chiến Trịnh Minh Thế như không hẹn mà nên cùng với tiểu đội vệ sĩ tới thăm Mười Trí và Bùi Hữu Việt. Nguyễn Bình hơi ngạc nhiên, địa chủ Mười Trí vô cùng khôn khéo và nhã nhặn, vui mừng vì hôm đó được hân hạnh đón tiếp ba nhân vật lừng danh tại Nam Bộ Kháng Chiến. Mười Trí một mặt ân cần thăm hỏi, mặt khác thét hỏa đầu quân phải tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn thịt bò heo gà vịt là món ăn thông thường vì sẵn có thịnh soạn trong buổi tiệc của vị trí đãi ba thượng khách là đàn em từ cậu tân thuận và cậu chữ y mang về những con tôm hùm còn đương nhảy trong lòng nguyễn bình sống nhiều tháng nơi rừng già dạ tân uyên trịnh minh thế đóng quân nơi dòng lớn dọc theo biên giới việt miên và ngay cả đức quỳnh giáo chủ đều thích thú trước món tôm luộc bóc giỏ cuốn với rau sống chuối chát, chấm mắm nêm, nhậu cùng ba sĩ đế. Bữa tiệc vui vẻ hơn nữa là khi hóa đầu quân đưa lên món chảo tôm nướng mía. Chảo tôm là thịt tôm được dầm nhỏ, đặc biệt của xếp hỏa đầu quân mười trí là pha trộn thêm vào thịt tôm một chút thịt heo có mỡ, mọc nhĩ, nấm hương dạ tiêu tán, cuốn quanh nhánh mía lao rồi nướng chín trên hàng hồng. Thịt tôm chín thì trước sức nóng của lò nướng, mía lao cũng tiết ra chất ngọt, chất ngọt quá dịu dàng và quá thơm. Thật khách ăn chảo tôm nướng mía còn thích thú hơn nữa qua các gia vị mà hỏa đầu đã biết pha trộn vào. Bữa tiệc đêm hôm đó, các món ăn đặc biệt đã làm cho mọi người quên lãng món ăn chánh trị và quân sự, kể cả luôn việc Nguyễn Bình tạm quên sự hiện diện bất ngờ tại ấp số 4 của Đức Quỳnh Giáo Chủ và Trình Minh Thế. Nguyễn Bình có lẽ cũng tự hỏi tại sao hóa đầu quân của Mười Trí lại chẳng kém chỉ huy hóa đầu quân của những nhà hàng Tây, hay tàu ở Hà Nội, cũng như ở Sài Gòn chợ lớn. Điều đó không có chút gì là lạ, lạ nếu chúng ta hiểu rõ thế nào là Bình Xuyên. Trước hết về vấn đề địa dư, Bình Xuyên chỉ là một làng nghèo khó, nghèo khó vì ruộng cày cấy rất ít, sình lầy đầy sông rạch với dừa nước, cây bận mọc dọc theo tại tỉnh chợ lớn ngày xưa dân chúng làng bình xuyên sống với hai nghề chánh là làm thợ rèn đưa đồ ra bán tại chợ lớn hay đúng hơn nhận mối của người tàu chợ lớn về làm rồi trao hàng lại để lãnh tiền công và nghề chăn vịt hai nghề chính này không đủ đảm bảo cho cuộc sống dân làng mỗi năm càng gia tăng muốn sinh tồn họ phải tìm thêm nghề khác nhưng nghề gì trong khi người pháp coi họ là quá bất hảo chỉ vì quá nghèo không đủ tiền đóng thuế nhất là không đủ tiền để đóng thẻ tùy thân thẻ này giống như thẻ căn cước ngày nay nhưng mỗi năm một đổi và muốn có căn cước mới phải đóng tiền phong trào chống đối pháp một cách bất đắc dĩ đó nổi lên từ làng bình xuyên nhưng chỉ chống đối bằng cách bỏ làng đi tha phương cầu thực những kẻ chống đói này sống bằng đủ mọi nghề là phu khuân vác tại bến tạo sài gòn anh chị đứng bến xe lơ xe đò gác sòng bài đậm thuê chém mướn và ngay cả tới đá cá lăng dưa để sống tuy nhiên họ có một tinh thần đặc biệt về gia đình họ ra đi tìm được sống nhưng vẫn còn có vợ con cô bác sống nghèo nàn nơi làng cũ bởi vậy họ vẫn lén lút trở về thăm bà con cho tới ngày những kẻ gác sòng bài cho sáo nhiều ông vua cờ bạc thời bấy giờ nảy ra vài ý kiến cũng hoàn toàn nằm trong vấn đề đen đỏ. Sòng me bị Tây Bắc phải chạy thất điên bát đảo. Tại sao không tổ chức những sòng me lưu động? Và nơi nào tổ chức những sòng me lưu động thuận tiện hơn là Bình Xuyên? Nơi có sông rạch như mạng nhện, với dừa nước âm um tầm và cây bần cao vút. Và cũng từ mùa nước năm đó, những tay chơi me ăn thua cả chục ngàn, bằng với vài triệu bạc ngày nay năm 1972. Thích so tài trên những chiếc ghe lên đinh tại sông Rạch Bình Xuyên. Họ nhận thấy những điều rất thuận lợi. Đánh nơi đây đã không bị lính bắt vì Bình Xuyên tổ chức những trạm gác rất xa và hữu hiệu. Khi lính Pháp tới, chỉ cần dấu hiệu nhỏ như một con vịt trời bay lên thì các tay canh sòng bạc đã biết chở thuyền cờ bạc nội trong một giờ, thời gian mà lính Pháp chưa có thể qua rạch vào tới nơi xa từ 10 tới 15 cây số để các con bạc vẫn ung dung tiếp tục sát phạt lẫn nhau ngay khi sòng bạc di chuyển. Những điều lệ kế tiếp khiến kẻ có máu mê đen đỏ thích thú là thắng lớn họ cũng không lo ngại bị chặn cướp giữa đường vì anh chị Bình Xuyên công khai hay bí mật đưa họ về tới tận nhà hay trái túi họ cũng không đến nỗi bị nhịn đói khi còn ở sòng bài hay phải đi bộ về nhà có những kẻ thu vài trăm ngàn trong cuộc hốt me chưa dám về nhà cũng được cung phụng đầy đủ về cơm ăn rượu uống áo mặc và khi quyết định ra về đều được món quà kỷ niệm như những đồ đạc gì đặc biệt mang về cho gia đình nạn nhân để dễ bề viện cớ bởi vậy bốn sòng me bình xuyên mỗi năm thêm một nổi tiếng dần hàm mê món đỏ đen này trước còn chờ mùa nước sau suốt năm tới ăn thua đủ tại vùng bình xuyên một điểm đặc biệt hơn nữa là sòng me bình xuyên không bao giờ cho phép các tay gian lận tới để bóc lột con bạc bình xuyên chỉ tổ chức lấy sâu nhưng không làm cái như vậy trong đám ưa đỏ đen ai muốn làm cái gì cũng được tùy theo con bạc có bằng lòng hay không các anh chị gốc bình xuyên từng ghét sòng cho thiên hạ nên đã có nhiều kinh nghiệm về tất cả các cuộc đỏ đen một vụ xảy ra không phải trên ghe mà ngay tại căn nhà lớn gần nhà mười trí khiến các tay chơi me thêm tin tưởng vào bình xuyên tất cả con bạc đều biết rằng anh chị bình xuyên tổ chức sòng me bảo đảm an ninh cho người tới chơi nhưng không chịu làm cái điều này làm các tay chơi vững tin vì như vậy bình xuyên như là trọng tài lấy sâu nhưng không nhúng tay vào các vụ gian lận bữa đó có một đại thương gia người tàu từ chợ lớn cùng với bốn thuộc viên tới hốt me thương gia này giàu có ai cũng biết và ham chơi cờ bạc thì giới đỏ đen càng biết hơn vì ông ta có thể một đêm thua bạc ngàn đêm sau thắng gấp mười là chuyện bình thường thương gia cháy túi cũng hoàn toàn do sự đỏ đen bốn thuộc viên của thương gia này muốn làm dữ như cho sòng me có cờ gian bạc lận cướp phá vì họ cũng là tay võ nghệ cùng mình nhưng sau khi đưa mắt dò hỏi đành cắn răng chịu thua trước những bộ mặt lạnh như tiền của các trật tự viên và có cái gì đó cộm cộm trước bụng. Vị thương gia tỏ ý muốn mượn tiền của chủ sòng để đánh tiếp. Điều này thông thường bị từ chối nếu không có gì quý giá để cầm thế. Nhưng chủ sòng Bình Xuyên vui vẻ nhận lời. Quá thật, thương gia này tới ngày xui xẻo nên bao nhiêu tiền mượn đều thua hết. Thua tới mức không còn tiền về xe khi ghe xuồng bình xuyên đưa ra khỏi mặt trận cờ bạc thương gia ở lại làng bình xuyên ba ngày để quan sát vừa được cung cấp chất đầy đủ để ăn uống vừa nghỉ ngơi cuối cùng y muốn ra về và được tiễn đưa một cách đường hoàng với số tiền nhỏ nhưng đủ để làm lộ phí không ai có thể ngờ hai ngày sau thuộc viên của vị thương gia này mang trả đủ số tiền nợ kèm theo những vật tặng và bức thư ngợi khen sòng me của Bình Xuyên. Không những đã đứng đắn còn điệu hơn các sòng bạc công khai nổi tiếng trên thế giới. Vị thương gia quá lăn lộn trên thế giới này đã hữu lý. Những sòng bạc tại Monaco, Cannes, Nice, tuy có tập quán đưa tiền về xe cho khách đỏ đen tham dự canh bạc lớn trái túi với số tiền khổng lồ, nhưng không bao giờ chịu cho ai vay mượn nếu không có gì để thế chân. Từ đó, sòng mê lưu động bình xuyên nổi tiếng lấn áp cả tiếng tâm của ông vua cờ bạc sáu nhiều tại sài gòn nhưng đó chỉ là khía cạnh cờ bạc sự nổi tiếng an tàn này mang lại cho bình xuyên một khía cạnh đặc biệt khác những ta anh chị tướng cướp lừng danh và cả những nhà cách mạng bắt đầu để ý tới làng bình xuyên những ta anh chị sau một cuộc ân oán giang hồ đẫm máu những tên cướp lớn sau những cuộc ăn hàng lớn những nhà cách mạng sau một cuộc bạo động đều rút về an toàn khu Bình Xuyên. Anh chị hay tướng cướp, lẽ cố nhiên phải mua sự an toàn của mình bằng cách chia sẻ bớt số tiền đã đoạt được cho xã trưởng Bình Xuyên. Nhưng các nhà cách mạng thì hoàn toàn trái hẳn lại, được tiếp đãi long trọng mà không tốn kém một đồng bạc. Nhưng tại sao làng Bình Xuyên lại trở thành an toàn khu? Nhưng đã nói ở phần trên, làng Bình Xuyên sình lầy có quá nhiều sông rạch bao phủ bằng giữa nước và cây bần dân làng nghèo khổ sống bằng hai nghề chăn vịt nơi sông rạch và thợ rèn nơi gọt cao tổ chức sòng me lưu động thành công thì cũng có thể tổ chức bảo vệ an ninh cho các tay anh chị tướng cướp cách mạng gia an toàn thì có gì khó miễn là biết cách tổ chức từ ngày bình xuyên thịnh vượng có thể mua đất phì nhiêu của các làng lân cận chia cho dân chúng. Đó là luật lệ của làng nên mới gây được sự đồng tâm nhất trí của dân. Thì các em chăn vịt không còn phải lùa bày gia súc tới tiệm ăn ở những nơi thuận lợi nữa. Trái lại, đuổi chúng tới một nơi nhất định do làng chỉ định. Thí dụ như các đầu rạch. Nói rõ, đây là các trạm canh trá hình. Gia đình và các em chăn vịt yên trí vì nếu không được ăn no thì làng cấp thóc cho chúng các em chăn dịch, trưởng trạm gác tiền đồn đều mang theo trên tay con chim bồ câu màu sắc khác nhau hay con vịt trời. Đây là những con vịt báo động. Thí dụ, lính kính Pháp dùng xuồng máy tiến vào cửa đông của làng Bình Xuyên. Các em nhỏ chăn dịch chỉ cần chờ xuồng máy Pháp đi qua trạm gác của mình là thả chim bồ câu hay vịt trời bay lên trời. Những nhân viên trạm gác nội bộ thường trực thấy ngay và báo động nhân viên an ninh sẽ đưa tất cả kẻ tình nghi lưu trú trong làng lên các xuồng chèo đi nơi khác sông rạch nhỏ xuồng mái của pháp có tới được giữa làng thì cũng sau khi em chăn vịt thả chim cả giờ đồng hồ đủ để cho các xuồng nhỏ chở kẻ tình nghi len lỏi qua lao sậy dừa nước rời khỏi nơi đó ít nhất là mười cây số lính kính pháp có tới cũng chỉ thấy toàn những người dân lương thiện những kẻ tình nghi là những tên cướp nổi danh sau cuộc ăn hàng lớn rút về an toàn khu bình xuyên để trú ẩn một thời gian lẽ cố nhiên họ hiểu luật giang hồ nghĩa là phải chia một phần tài nguyên cho địa chủ một phần tùy theo số lượng vừa ăn hàng được tuy nhiên bình xuyên vẫn rộng mở đón tiếp các tay tướng cướp thất thế ăn hàng hụt không có một đồng trên tay lại bị truy nã gấp từ tướng cướp tới các nhà cách mạng bị truy nã lấy an toàn khu Bình Xuyên làm nơi tạm trú chỉ còn một bước nhỏ. Chính vì những khách phức tạp như vậy mà Bình Xuyên mang bộ mặt đặc biệt. Từ anh chị đứng bến, các chị gác sòng bài, tổ chức sòng me lưu động, chứa tướng cướp tới dung dưỡng các nhà cách mạng thất thế. Phải công nhận rằng, trong số lớn thuộc 10 con rồng xanh Bình Xuyên như Thu Lãnh Ba Dương, Năm Hà, Tư Thiên, Mười Trí, đeo đuổi giấc mộng cứu nước nên họ đã quen biết rất nhiều các nhân vật của đệ tứ quốc tế như Nguyễn Văn Số, Tạ Thu Thâu, các nhân vật quốc gia như Nguyễn Văn Sâm, Hồ Văn Ngạ, Hồ Vĩnh Ký, Lâm Ngọc Đường, sau này là Phạm Hữu Đức, Việt Nam Quốc dân đảng, Bùi Hữu Việt, Đại Việt Quốc dân đảng. Bởi vậy, sau cuộc họp lịch sử tại Quế Hoa giữa đại diện Bình Xuyên là Huỳnh Văn Trí, tức Mười Trí, Tư Tị Phó tư lệnh Trung đoàn 25 Bình Xuyên, Bùi Hữu Việt, tư lệnh Trung đoàn 25, đảng viên Đại Việt Quốc dân Đảng, Phạm Hữu Đức, tư lệnh Trung đoàn 5, đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, Nguyễn Thành Long, tức Long Què, tạng quân của đệ ngũ sư đoàn, đại diện cho đệ tứ quốc tế, Trình Minh Thế, đại diện cho cao đại kháng Pháp, và nhất là Huỳnh Phú Sổ, Đức Huỳnh Giáo Chủ, đại diện cho Phật Giáo Hòa Hảo tất cả đều muốn làm cho sống lại mặt trận quốc gia liên hiệp. Mặt trận được chia làm hai cục, chánh trị và quân sự. Quân sự cục được giao cho mười trí làm tư lệnh hay chỉ huy trưởng, bồi hữu phiệt làm phó, tham mưu trưởng của trung đoàn 25 làm tham mưu trưởng của cục, với những phụ tá như đại diện của Trịnh Minh Thế, Phạm Hữu Đức và Nguyễn Thành Long. Tổng hành dinh của quân sự cục đóng tại Quéo Ba, gây thế chân vạc giữa dòng lớn đất hoạt động biên giới việt miên của trình minh thế và hồng ngự đất lành của phật giáo hòa hảo sự xếp đặt này được toàn thể tán thành không cần nói tới long xuyên cùng những tỉnh kế cận mà sự kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay phật giáo hòa hảo nơi dòng lớn mỹ thế của trình minh thế lẫy lừng một câu mà dân miên truyền tụng không sợ minh việt minh vì lực lượng không len nổi vào thời đó, không sợ Tây, mà sợ ông Thế, đủ rõ ai danh của Trịnh Minh Thế trong vùng này. Thật sự, thực lực của Trịnh Minh Thế không có bao nhiêu. Chính Trung đoàn 25 đã cung cấp cho đồng minh cao đại kháng chiến nhiều vũ khí và chỉ cho lính cao đại kháng chiến cách chế tạo đạn. Điều này đã thành keo sơn giữa các bộ đội trong quân sự cục của mặt trận quốc gia liên hiệp với dân cao đại. Hơn nữa, Mười Trí là tín độ cao đài, nên mặc dầu Nguyễn Bình đã hạ lệnh cho Ủy ban Hành Chánh địa phương làm khó dễ, nhưng bộ đội này vẫn sống ôn dung khi đồng quân tại các làng cao đài. Đã có lần, tại một làng nhỏ thuộc quận Tráng Bàn, viên chủ tịch xã từ chối không tiếp tế cho trung đoàn 4 của Mười Trí và trung đoàn 25 vừa di binh tới đây. Đây là điều trái với luật lệ kháng chiến đã được ủy ban hành kháng nam bộ chỉ định trưởng ban tiếp tế lo về quân lương của mười trí và viên chủ tịch xã còn đương trải lý thì một ông già chống gậy bước vào trụ sở xã chỉ mặt tên viên chủ tịch và nói tao hỏi mày bộ đội mười trí đánh tay hay đánh thằng nguyễn bình mà mày không tiếp tế nếu mà mày không tiếp tế thì tao về khui vựa lúa để tiếp tế chúng nó mày muốn tính sao thì mày tính Ông già hết dịch đó lại là cha ruột của ông chủ tịch xã, nên ông ta phải cân nhắc giữa hai điều. Tiếp tế cho mười trí bằng công quỷ hay bằng chính tài sản riêng của mình. Và dĩ nhiên cuối cùng, sự tiếp tế cho bộ đội mười trí bằng công quỷ vẫn hơn là cho chính mình phải đại thọ. Nơi đây, chúng ta cũng nên nhắc nhở tới những ông già và dân chúng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến. Miền Nam không chịu nhiều ảnh hưởng của Cộng sản. Mặc dầu miền Nam cũng có những cán bộ cao cấp của Cộng sản như Trần Văn Dạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo. Tuy nhiên, dưới triều Pháp, Nhật thuộc, các cán bộ này đã bị lưu mờ trước con mắt của dân chúng Sài Gòn, trước các anh chị Bình Xuyên và hoàn toàn xa lạ với người nông dân Nam Bộ. Đầu năm 1944, Trần Văn Dạo đang bị giam ở Bà Rá, một trại tập trung của Pháp dành cho những kẻ bị Pháp coi là thành tích bất hảo. Đột nhiên thấy Dương Bạch Mai bị đầy ra côn đảo, cũng được về đất liền giam chung với mình tại Bà Trá. Dương Bạch Mai cho Trần Văn Dạo biết, một chuyến tàu tải lương từ đất liền ra đảo khi trở về đã đón Dương Bạch Mai. Sau đó, trong một đêm mưa gió, chiếc xe Jackson màu đen đã từ Sài Gòn tới Bà Rá chở Trần Văn Dạo và Dương Bạch Mai về Sài Gòn người pháp đã thấy rõ những tham vọng của nhật nên muốn liên kết với các cán bộ cộng sản tìm đủ mọi cách phá hoại những hoạt động của nhật cần nói ngay rằng thời đó tại việt nam có nhiều đoàn thể quốc gia chỉ vì muốn chống pháp nên đã hợp tác với nhật như tại bắc việt có đại việt quốc xã miền nam có thanh niên ái quốc đoàn do đinh khắc thiệt làm thủ lãnh giáo phái cao đại phạm hữu đức đảng viên của việt nam quốc dân đảng nhưng cha ruột bị Pháp đẩy đi côn đảo, cũng là một nhân viên cấp cao trong hiến binh Nhật để chống Pháp. Pháp đưa Trần Văn Dạo, Dương Bạch Mai về Sài Gòn. Dương Bạch Mai hoạt động hoàn toàn bí mật, nhưng Trần Văn Dạo qua nhiều hành động đã bị hiến binh Nhật đặc biệt chú ý và theo dõi. Một điều hy hữu là hiến binh Nhật trao cho Phạm Hữu Đức việc lùng bắt Trần Văn Dạo. Trong khi đó, được Pháp báo động Trần Văn Dạo lại sống nơi nhà riêng của Phạm Hữu Đức. Từ Đức chấp nhận cho Dạo ẩn tránh nơi nhà mình chỉ vì tinh thần của một người cách mạng, không cần phân biệt chánh kiến. Chính vì vậy mà sau này Phạm Hữu Đức, tư lệnh trung đoàn 5 bị hạ sát mà chúng ta sẽ nói tới sau. Và cũng chính vì vậy mà khi Nhật vừa đầu hàng đồng minh tại Sài Gòn hồi đầu tháng 9 năm 1945, cả Việt Minh do Trần Văn Dạo làm đại diện và phe quốc gia còn tranh chấp việc nắm quyền miền Nam đã xảy ra những vụ hy hữu. Từ ngày 2 tháng 5 năm 1945, tại tòa đô chánh Sài Gòn, hai phe quốc cộng họp bàn liên miên. Đại diện cho Việt Minh là Trần Văn Dào, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, và đại diện cho quốc gia là Vũ Tam Anh, Hồ Vĩnh Ký, Lâm Ngọc Đường, cùng với giới cao cấp của Cao Đài và hòa Hảo song song với những buổi họp công khai tại tòa đô chánh phía quốc gia có những buổi họp bí mật nơi khác như tại biệt thự riêng đường phan đình phùng của bà bác sĩ nguyễn thị sương tức là vợ của ông hồ vĩnh ký bà nguyễn thị sương đậu bằng y khoa pháp hoạt động nhiều về chánh trị nên quen biết hầu hết các cán bộ cao cấp của mọi đảng phái hơn nữa bà sương bất chấp người bạn đó có khuynh hướng chánh trị gì miễn là tranh đấu chống pháp là đủ rồi bầu không khí trong phòng họp rộng thênh thang chỉ những chiếc ghế kê sát tường buổi họp quyết định đêm hôm đó thật sự nặng nề nhà cách mạng lão thành dương văn giáo từ thái lan mới trở về đi đi lại lại trong phòng yên lặng đầu hơi cúi xuống miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ hai tay chắp sau lưng lê kim tỵ đại diện cho cao đài bến tre đưa mắt cho phạm hữu đức đại diện việt nam quốc dân đảng phạm hữu đức đảo mắt quanh phòng thấy những bộ mặt nghiêm nghị của các đại diện đảng phái đoàn thể khác như hồ văn ngà huỳnh phú sổ hồ vĩnh ký lâm ngọc đường nguyễn văn hướng vũ tam anh rồi nhẹ thở dài trước khi bách bộ trong phòng ông dương văn giáo đã kiểm điểm tình thế chánh trị đường nóng bỏng tại sài gòn rồi vỗ vào chiếc cặp da đen căn phòng tuyên bố tôi có đủ tài liệu chứng tỏ trần văn Dạo bán nước cho tây để chứng minh lời lên án nặng nề của mình dương văn giáo mở cặp lấy ra một tấm giấy bìa cứng màu xanh trong đựng vài tờ giấy mỏng đánh máy đầy chữ trao cho lê kim tị ngồi phía phải của mình ông đọc trước đi rồi truyền cho mọi người coi cho biết khi tập hồ sơ đã trở lại tay của dương văn giáo lê kim tị mới khẽ nói Sao ông có tài liệu đó? Dương Văn Giáo mỉm cười. Chắc anh Phạm Hữu Đức cũng đã đọc tài liệu này rồi. Phạm Hữu Đức gật đầu. Phải, hiến binh Nhật đoạt được của Pháp trong ngày đảo chánh. Trần Văn Giáo cam kết hoạt động cho Pháp, phá rối Nhật để đòi lấy sự tự do cá nhân của mình và cán bộ cao cấp cộng sản. Chắc hiến binh Nhật trao cho ông tại vọng cát khi có tin Trần Văn Giáo qua Thái Lan móc nói với nhiều cán bộ khác ở bắc thái dương văn giáo gật đầu tôi còn nhiều tài liệu khác nữa chứng tỏ hiện nay trần văn dạo vẫn còn liên lạc mật thiết với pháp qua những tên việt nam tay sai trung thành của pháp nếu các ông lê kim tị ngắt lời chúng tôi tin lời ông cuộc họp đã kéo dài trời lại sắp sáng chúng ta chưa đi đến một quyết định nào trước những bằng cớ hiển nhiên đó chúng ta phải tính làm sao? Những cán bộ trẻ tuổi của Đại Việt và cả Vũ Tam Anh đề nghị táo bạo, tung một mẻ lưới, bắt hết các cán bộ cao cấp của Việt Minh được hoạt động ráo riết tại Sài Gòn. Vũ Tam Anh quả quyết, tôi biết gần hết nơi trú ngụ của họ, nhất là nơi Trần Văn Dạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo hàng đêm thường lui tới. Tôi có đủ lực lượng thi hành êm thấm công tác này. Nếu hội nghị quyết định như vậy, những đại diện giáo phái đã đứng tuổi thì lưỡng lự cho rằng hành động như vậy sẽ bị quốc dân chê cười là nội gia sáu thịt là thanh toán nhau vì địa vị khi thật chân pháp đương sửa soạn trở lại xâm lăng trước hai luồng tư tưởng đó sự quyết định của dương văn giáo được coi là tối hậu ánh hồng xuyên qua khe cửa kẻ một vợ tươi dài trên sàn gạch bong bóng loáng dương văn giáo chỉ thở dài mà không đi đến một kết luận nào hết. Thiếu tướng Hùng, đặc phái viên của Trung ương Đại Việt Quốc dân đảng từ Hà Nội vào Sài Gòn phá bầu không khí nặng nề. Nếu cụ Dương chưa quyết định được điều gì, thì tốt hơn hết chúng ta nên giải tán. Tôi có một điều muốn thưa, không rõ cụ nghĩ sao? Điều gì? Thiếu tướng cứ nói. Cụ đang giữ tài liệu quý giá và vô cùng nguy hiểm đối với Trần Văn Dạo cụ lại không quyết định ra tay hạ trần văn Dạo nhưng chắc chắn giàu không tha cho cụ vậy tốt hơn hết là cụ mau mau trở lại thái lan trước khi việt minh chánh thức tắm chánh quyền tại sài gòn dương văn giáo gật đầu vũ tâm anh hỏi thiếu tướng hùng tôi sẽ gặp anh ở đâu nội bữa nay tôi và các anh em rời sài gòn vào chợ lớn tôi ngủ tại khách sạn tam dân chắc anh biết khách sạn này Vũ Tâm Anh gật đầu. Nội trong hai ngày, tôi sẽ liên lạc với anh. Thiếu tướng Hùng xuất thân từ trường võ bị hoàng phố của Trung Hoa Dân Quốc với cấp bậc thiếu tá, chỉ huy mặt trận nổi tiếng nhất trong thời kỳ kháng Nhật, mặt trận trường Sa nên được đặt phong làm thiếu tướng. Khách sạn Tam Dân là trụ sở kinh tài của Trung Hoa Quốc dân đảng chợ lớn. Ngụ đây đây, Thiếu tướng Hùng cùng các đồng chí cán bộ trẻ tuổi được tất cả những sự đảm bảo cần thiết, nhất là đối với một vị tướng của tứ cường Anh, Nga, Mỹ, Trung Hoa Dân Quốc sau đại nhị thế chiến. Và cũng tại khách sạn Tam Dân đã xảy ra nhiều vụ hy hữu sau ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngài Việt Minh chánh thức trình diện Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn. Lẽ câu nhiên, những hành động của phe quốc gia khó qua được cặp mắt tình báo của việt minh trần văn Dào biết rằng với bộ binh phục cao cấp của trung hoa quốc gia thiếu tướng hùng là người việt cán bộ quân sự của đại việt quốc dân đảng phải tìm đủ mọi cách thủ tiêu nên theo dõi và biết được nơi trú ngụ của viên tướng trẻ tuổi này tuy nhiên họ không biết rõ khách sạn tam dân lại còn là trụ sở trá hình của trung hoa quốc dân đảng nên bố trí ngấm ngầm rất đặc biệt Đêm hôm đó, có hai người thanh niên vạm vỡ bước vào khách sạn thê phòng. Họ đòi căn phòng lớn nơi lầu ba, tầng lầu thiếu tướng hột trú ngụ. Họ trả tiền trước, rồi thăng thoát lên thang lầu. Viên quản lý khách sạn, gầy đét, như kẻ nghiện á phiện kinh niên. Đôi mắt liềm diêm như ngủ gà ngủ dịch, mỉm cười nhìn theo hai thanh niên Việt. Mắt y bỗng sáng ngợi, rồi đưa tay bấm nút điện, đặt dấu dưới ô kéo đựng tiệc trên lầu ba thiếu tướng hùng đã được báo động thiếu tướng hùng không ở một phòng trái lại thuê bốn phòng gần nhau nhưng căn phòng lớn sang trọng nhất là nơi thiếu tướng thường có mặt hai thanh niên việt đảo mắt nhìn quanh thấy hành lang hoàn toàn vắng vẻ ngừng lại trước phòng thiếu tướng hùng trong phòng hoàn toàn yên lặng ánh sáng nhạt yếu ớt của chiếc đèn ngủ lọt qua khe cửa như những tay ăn trộm Họ mở được cửa phòng rất mau, rất nhẹ nhàng, rồi lọt vào trong, không gây một tiếng động nhỏ. Bộ quân phục vắt trên thành ghế bành, bên cạnh đôi giày ủng đen bóng loáng, như chủ nhân đi chơi về khuya, mệt mỏi, vội trút bỏ ngay đó. Mạng phủ kính giường nhưng qua lạng sa mỏng, họ thấy rõ một người nằm quay mặt vào tường, mệnh đắp phủ tới vai. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến mau lại hai ánh thép vùng lên, cắm phập xuống nơi, lừng kẻ đang xây giấc. Nhưng họ ngạc nhiên khi nhận thấy lưỡi dao quá sắc bén của họ không đụng một vật gì rắn như cơ thể con người. Trái lại, chỉ xuyên qua vật mềm nhũng như bông. Họ vội lùi lại thì phòng trang hỏa ánh sáng. Trước hai họng súng đen gợm giữa hai thanh niên, nét mặt cương quyết, cầm lâm lâm trên tay, họ hiểu ngay rằng chỉ một cử chỉ chống đối nhỏ đạn cũng bay khỏi họng súng. Thiếu tướng Hùng từ phòng kế cận bước ra, ngắm kỹ hai kẻ toan ám sát mình, rồi mỉm cười, nói với cán bộ. Các em có nhận ra họ là ai không? Thưa có, cận vệ của Trần Văn Dạo. Các em hãy đưa họ về nhà của họ, nơi đầu chắc các em biết rồi chứ. Hai đàn em của thiếu tướng Hùng gật đầu, tiến tới nắm cánh tay trái nơi gần nách của đối phương dịu dàng. Khuya rồi, chúng mình đi về, để anh lớn tôi còn ngủ chứ. Hai kẻ lạ mặt, ríu ríu, bước theo đàn em của thiếu tướng Hùng, vì khẩu súng lục đã dí sát vào nách của họ. Đây là một thế uy hiếp đặc biệt, không nhượng cho đối phương một hy vọng thoát hiểm nào hết, không để cho đối phương có một phản ứng vì cánh tay trái của đối phương đã bị ghi chặt. Nếu cần, chỉ nhẹ tay siết cò là viên đạn nổ không gây cả một tiếng động mà xuyên qua tim là đối phương chết tức khắc. Một lần tại Hà Nội, nhân viên ban ám sát của Đại Việt Quốc Dân Đảng đã loại lính kính trung thành và giữ dặn của Pháp bằng hành động trên giữa ban ngại, giữa đám đồng mà không ai hay biết. Viên mật thám Pháp vừa từ trên xe kéo bước xuống lề đường. Nhân viên ám sát tiến lại với thế nắm tay áo khoác nổ liền một viên đạn viên mật thám pháp lão đảo như kẻ vừa trúng gió độc nhân viên ám sát dịu hắn vào tới trong nhà trước những cặp mắt thán phục và những lời ca ngợi cảm ơn của gia đình nạn nhân và chỉ mãi khi gia đình ngạc nhiên cởi bỏ quần áo cho người trúng gió mới thấy một dòng máu còn tươi rỉ ra tự tách những kẻ sát nhân ân nhân đã đi quá xa hai tên toàn ám sát thiếu tướng hùng thân mật cùng kẻ uy hiếp mình từ lầu ba xuống được. Tại khách sạn Tam Dân, lúc đó cũng còn người ra vào, nhưng ai cũng tưởng rằng vừa gặp hai cặp bạn thân đưa nhau đi du hí. Một chiếc xe chờ sẵn gần khách sạn. Chưa đầy một giờ sau, chiếc xe hơi trở về chỗ cũ, nhưng thiếu hai người, vì hai người này đã nằm trước nhà của họ với một viên đạn xuyên qua nách, chọc thủng tim thiếu tướng hùng hỏi các cán bộ mọi việc im thắm chứ có ai chú ý không thôi chắc chắn là có người chú ý nhưng mà sáng mai anh có cần thay đổi chỗ ở thay đổi làm gì khi ở đây chúng ta yên hết địa điểm này đã lộ chúng ta đi tới đâu thì cũng lộ thôi đã vậy ở nơi khác chúng ta đâu được thanh y bí mật bảo vệ thanh y là tình báo của Trung Hoa Dân Quốc. Dầu sao đi chăng nữa lúc này, Việt Minh cũng chưa dám công khai đương đầu với nước bạn đồng minh, được xếp vào hàng để tứ cường. Hơn nữa, ngày mai tôi còn chờ một việc quan trọng. Ngày hôm sau, cán bộ của Thiếu tướng Hùng biết rõ, việc quan trọng chờ đợi đó là gì. Viên đại sứ Trung Hoa Quốc gia tại Sài Gòn tới cho Thiếu tướng Hùng hay. Phó vương Huân Tước ba tên thay mặt Anh Quốc, đại diện cho đồng minh tới Nam Việt Nam thực hiện việc tước khí giới Nhật, vô cùng thất vọng trong cuộc tiếp xúc với Trần Văn Dạo, đại diện Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ. Huần tước Mau Patin hẹn ngày giờ gặp gỡ với Trần Văn Dạo để thảo luận về tình hình chánh trị từ Vĩ tuyến 17 trở xuống Cà Mau, phần đất mà Đức Anh thay mặt đồng minh tước khí giới của Nhật. Đến ngày giờ đã định Trần Văn Dào đi xe chắc sành đen tới tòa nhà đại diện của Anh Quốc tại Sài Gòn. Xe vừa ngừng trước thềm, một sĩ quan tùy viên huân tước Mau Ba Tên trong bộ lễ phục trắng tiến tới mở cửa xe cho vị đại diện Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ. Trần Văn Dào bước ra khỏi xe, huân tước Mau Ba giàu với tánh tình trầm tĩnh nổi tiếng của dân Anh cũng không khỏi nhíu mày. Trần Văn Dào mặc áo cục tay, đeo cà vạt màu mặc quần cục màu trắng, đi dài vải không vớ như đi đánh quần vợ, trong khi Huân Tước Mô Ba Tịnh mặc lễ phục, đeo gươm dài bên sườn. Tuy nhiên, Huân Tước Mô Ba Tịnh cũng bước xuống thềm, niềm nở và đúng lễ nghi đón người khách quý. Dạo tới phòng Khánh Tiết, sau khi phân ngôi chủ khách, Trần Văn Dào ngồi bật ngửa trên ghế bành, bọc da đỏ, nói thào thào bất tuyệt. Trần Văn Dạo cho huân tước Mô Ba Tịnh biết rằng thực dân Pháp không thể nào tái chiếm Việt Nam vì đảng Cộng sản hiện nay là đa số tại quốc hội Pháp. Hơn nữa, nếu Pháp muốn tái chiếm Việt Nam thì Nga Xô sẽ can thiệp. Hiện nay, quân Nga đã tới Thái Lan. Tin này được phổ biến bằng bích chương dán cùng thành phố Sài Gòn. Chợ có biến cố gì sẽ can thiệp thẳng vào Việt Nam Trần Văn Dào còn nói về khí thế cách mạng của nhân dân Việt Nam, của cách mạng nhân dân phải thắng, vân vân. Sau khi giảng xong bài học cách mạng, Trần Văn Dào đứng ra về. Huân tước Mau Ba Tịnh tiễn đưa ra tận cửa, đúng nghi lễ của một chủ nhà đối với quốc khách. Khi xe chắc sình vừa đóng cửa lại, chuyển bánh thì huân tước không còn tự chủ được nữa, lẩm bẩm. Không thể nào điều định được việc gì với tên trẻ nít đó vì Tổng lãnh sự Trung Hoa Quốc gia tại Sài Gòn cho Thiếu tướng biết rõ từng chi tiết trong cuộc gặp gỡ Mao Ba Tịnh, Trần Văn Dạo, đề nghị. Thiếu tướng có thể nào thành lập một phái đoàn đi gặp huân tước Mao Ba Tịnh hay không? Phái đoàn thì không khó, nhưng gặp để làm gì? Huân tước Mao Ba nhờ tôi giao thiệp, giới thiệu một phái đoàn hay đại diện cho phía quốc gia tại Việt Nam để thương lượng. Điều kiện để thương lượng là gì? viên tổng lãnh sự trung hoa quốc gia mỉm cười lẽ cố nhiên là thuận lợi cho chúng ta hay nói rõ hơn là cho các đồng chí của thiếu tướng huân tước mobaton muốn hợp tác với chánh phủ nam việt nam để giải giới quân đội nhật chánh phủ nam việt nam sao phải phái đoàn nào thỏa thuận được với huân tước mobaton sẽ được chánh phủ anh coi là đồng minh và công nhận trong tình thế hiện tại chưa có những cuộc bầu cử thì điều này hoàn toàn hợp pháp Thiếu tướng Hùng cũng hiểu điều đó và hỏi thêm. Còn những người Pháp hiện nay đang hoạt động chung với quân đội Anh? Vì tổng lãnh sự Trung Hoa quốc gia mỉm cười. Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nên đặt câu hỏi thẳng với vị đại diện Anh quốc tại Sài Gòn. Huân tước Bob nói rõ sự hiện diện của một số sĩ quan Pháp bên cạnh quân đội Anh tại Sài Gòn là theo đề nghị giúp đỡ của Pháp đối với người Anh vì các sĩ quan này hiểu rõ tình hình ở Việt Nam Chính phủ đôn chấp nhận sự giúp đỡ này, nhưng không cam kết phải dành cho chính phủ Ba Lê một đặc quyền gì từ vị tuyến 17 trở xuống. Trong trường hợp các vị đặc sứ Anh thỏa thuận được với chính phủ miền Nam Việt Nam, thì tức khắc các vị sĩ quan Pháp sẽ bị trục xuất khỏi Sài Gòn bằng những lý do ngoại giao. Nhân chúng Pháp hiện nay vừa được tái võ trang vũ khí của họ lấy lại được của Nhật sẽ bị tước khí giới và tập trung lại như dưới thời Nhật vừa qua. Thiếu tướng Hùng đã hài lòng nhưng còn thắc mắc. Để đánh đổi lại những việc trên, chánh phủ Anh đòi hỏi gì ở nơi chánh phủ miền Nam Việt Nam? Vì tổng lãnh sự Trung Hoa đáp ngay, chính quân tước Mô Barton đã thổ lộ cùng với tôi rằng chế độ thật dân đã cáo chung, ảnh quốc trời đây phải trả lại độc lập cho các thuộc địa cũ đúng theo thỏa ước danh ta mà tứ cường đã ký kết thì không có lý do gì anh giúp Pháp tái chiếm thuộc địa Việt Nam. Anh quốc chỉ cần chánh phủ Nam Việt Nam dành mọi dễ dàng trong cuộc giao thương trong tương lai. Thí dụ như thổ sản Việt Nam xuất cản qua Anh thay vì qua Pháp. Hàng Anh cũng được nhập cản với số thế tương đối nhẹ như hàng của Pháp cũ. Vấn đề thế khoáng đôi bên sẽ định đoạt sao nhưng hoàn toàn trong tinh thần tương nhượng. Tôi nghĩ rằng Thiếu tướng Hùng ngắt lời Tôi hiểu Tương lượng có nghĩa là lợi cho cả đôi bên, lợi cho Nam Việt Nam nhiều hơn trong tình trạng kinh tế hiện nay của chúng tôi. Thiếu tướng hiểu như vậy là rất tức thời. Trong bao nhiêu lâu, thiếu tướng cần mới thành lập xong phái đoàn. Tôi cần nhấn mạnh rằng phái đoàn chỉ gồm hai ba người đại diện là đủ. Trong hai ngày, tôi sẽ trả lời dứt khoát với ông tổng lãnh sự. Được, tôi đảm bảo mọi sự xây dịch một cách an toàn phái đoàn của thiếu tướng sẽ cùng đích thân tôi đi trên xe cắm cờ ngoại giao của Trung Hoa quốc dân từ chợ lớn tới Sài Gòn gặp khuôn tước Mâu Ba Hai ngày nữa, cũng vào giờ này, tôi tới đây đón thiếu tướng. Vì tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc hân hoan ra về, thiếu tướng Hồng gọi các đồng chí lại, kể rõ cuộc thảo luận với vị tổng lãnh sự Trung Hoa. Các cán bộ hiểu ngay rằng, sở dĩ có sự giúp đỡ tận tình của vị tổng lãnh sự vì tình cảm riêng đối với thiếu tướng hùng và những quyền lợi mai sau của người trung hoa tại miền nam việt nam phái đoàn sẽ gồm những ai thiếu tướng hùng nhíu mài đó là vấn đề khó khăn trong lúc này sau cuộc họp tại nhà chị sương những nhà cách mạng quốc gia tên tuổi đã phân tán mạnh ai trở về nơi mà mình muốn như ông dương văn giáo đã lên được qua thái lan ông hồ văn ngà về hậu giang anh chị hồ vĩnh ký cũng đã tản cư ông lê kim tị về bến tre hiện nay chỉ còn vũ tam anh tại sài gòn nội từ nay tới khuya các em phải tìm đủ liên lạc với anh vũ và hẹn ngày mai do anh vũ định tới đây gặp chúng ta thì đã hơi trễ khuya đêm đó các cán bộ dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng hùng về báo cáo đã gặp vũ tam anh và họ đã hẹn Vũ Tam Anh đúng 4 giờ chiều mai sẽ có mặt tại khách sạn Tam Dân. Đúng giờ, Vũ Tam Anh tới cùng hai cận vệ. Thiếu tướng Hùng đưa mắt cho các cán bộ mời cận vệ của Vũ Tam Anh qua phòng bên. Vũ Tam Anh đã biết rõ về Thiếu tướng Hùng nên không chút ngần ngại chấp nhận cuộc nói chuyện đối diện tay đôi. Vũ Tâm Anh cười. Tôi khen anh để lại cho Trần Văn Dạo hai tên cận vệ đúng ngay trước cửa nhà của họ. Thiếu tướng Hùng vui vẻ đáp, đầu bằng anh đã trả lại hai tên mượn súng cũng đúng ngay trước cửa nhà của họ. Vũ Tâm Anh phá lên cười vì hành động của họ Vũ không qua mặt Thiếu tướng Hùng và ngược lại. Số là Vũ Tâm Anh được Trần Văn Dào mời họp tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn ngay cả sau khi Việt Minh đã trình diện nhân viên ủy ban hành chánh Nam Bộ. Vũ Tâm Anh đi họp luôn đeo theo khẩu bạc học bên sườn nên trần văn Dào đặc biệt chú ý một hôm trần văn Dào tiến lại khen khẩu súng đẹp và ngỏ ý mượn đeo chơi vũ tam anh vui vẻ chấp nhận tối hôm đó cận vệ của trần văn Dào tới nhà đường cao thắng ngày nay nơi hẻm bên chùa tam tông miếu nơi vũ tam anh thường trú ngụ đẩy cửa bước vào và cũng dùng chính khẩu súng bạc học của vũ tam anh nổ vào người nằm trên giường năm phát nhưng từ kẹt cửa kế cận một chàng tiểu liên nổ vũ tâm anh bước ra và phải phụ tay với đàn em đưa trả cận vệ của trần văn Dạo về trụ sở của việt minh bởi vậy khi nghe thiếu tướng hùng trả đũa vũ tâm anh cười xòa cả hai bàn tới việc đi gặp khuân tước Tịnh. nghe xong những gì vị tổng lãnh sự trung hoa quốc gia đã cho thiếu tướng hùng rõ về đề nghị của huân tước mobatin vũ tâm anh cùng thiếu tướng hùng bàn tới các nhân vật quốc gia miền nam tham dự tân chánh phủ cả hai bàn luận cùng nhau rất mau từ vị thủ tướng trở xuống nhưng tới chức vụ tổng trưởng quốc phòng đột nhiên khận lại vì thâm ý của vũ tâm anh cũng như thiếu tướng hùng đều ước mong chức vụ này thiếu tướng hùng cuối cùng đề nghị Vũ Tâm Anh làm tổng trưởng quốc phòng, còn mình là tổng tham mưu trưởng. Vũ Tâm Anh bằng lòng và hẹn chiều hôm sau sẽ tới khách sạn Tam Dân cùng với Thiếu tướng Hùng đi gặp huân tước Mô Ba Tịnh. Nhưng không hiểu tại sao, đúng 4 giờ chiều ngày hôm sau, Vũ Tâm Anh lỡ hẹn, vì tổng lãnh sự của Trung Hoa nóng nảy không kém gì Thiếu tướng Hùng. Thời giờ đi mau, tổng lãnh sự Trung Hoa đành phải gọi dây xin lỗi huân tước Mô Ba Tịnh và xin hẹn cũng giờ đó hai ngày sau, rồi ra về. Thiếu tướng Hùng phái cán bộ đi kiếm Vũ Tam Anh, lối sớm tại hẻm Tam Tông Miếu cho biết, nửa đêm hôm trước, Vũ Tam Anh đã cùng các cận vệ, vội vã bỏ nhà ra đi và không biết đi đâu. Xúc tiến cuộc điều tra, các cán bộ Đại Việt được biết Vũ Tam Anh đã trở về bà Quẹo, nhưng khi tới nơi đây thì được tin họ Vũ đã dời đi nơi khác cuộc hẹn lần thứ hai với huân tước Mô Ba Tịnh bất thành. Theo tướng Hùng trở ra Bắc, huân tước Mô Ba Tịnh không đạt được bộ kết quả nào với Việt Minh, cũng như với phiếu quốc gia ở miền Nam Việt Nam nên chán nản, ký giấy ủy quyền, việc tước đoạt khí giới quân đội Nhật cho tướng Lợt Lờ, Lợ, đại diện của Pháp. Quân Pháp hoành hành tại miền Nam Việt Nam do sự ủy nhiệm này và hoành hành tại Bắc Việt do thỏa hiệp trùng khánh giữa Pháp, Trung Hoa Quốc gia, cũng như anh quỷ quyền tước khí giới Nhật từ vĩ tuyến 17 trở lên tới ải Nam Hoàng của Pháp. Khói lửa bao trùm miền Nam, rồi sau đó bao trùm lên khắp cả nước Việt. Tuy nhiên, những sự thất bại trong phiên họp đặc biệt lịch sử tại nhà bác sĩ Nguyễn Thị Sương không phải là vô ích. Trái lại, chính những sự thất bại này đã làm cho những người quốc gia bừng tỉnh và giúp cho Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ dễ dàng thành công trong việc về Sài Gòn, thành lập chánh trị bộ của mặt trận quốc gia Liên Hiệp. Đức Quỳnh Giáo Chủ và Bùi Hữu Việt đã được công tác thành của Liên Quân Bình Xuyên bố trí cẩn mật để từ Phú Lâm về Sài Gòn hoạt động. Sứ mệnh của công tác thành của Liên Quân Bình Xuyên không phải là dễ dàng vì không những phải đương đầu với lính kính Pháp mà còn đương đầu với cả công tác thành của Việt Minh. Đức Quỳnh Giáo Chủ và Bùi Hữu Việt trong bộ bà Ba Đen từ ấp số 4 tới trạm liên lạc cuối cùng Phú Lâm do sáu đối chỉ huy. Nơi đây, tất cả những gì phong trần của kháng chiến đều bị trút bỏ. Đức Thầy cũng như Bùi Hữu Việt đều mặc những bộ đồ tropical sang trọng, đúng thời trang và từ một biệt thự sát đường bước ra. Trên chiếc xe hơi đắt giá có tài xế chờ sẵn để mở cửa xe hơi chạy vào trung tâm chợ lớn, ngừng trước khách sạn Lệ Cung. Hai tài lũ hiền ngàn bước vào khách sạn trước sự chào đón quá lễ phép của nhân viên nhà hàng. Đây không phải là sự tình cờ. Từ thiền, một trong mười con rồng xanh của Bình Xuyên đã được báo trước sự việc. Từ thiền là tay anh chị, nhưng là chủ nhiều nhà máy xây lúa tại chợ lớn, chủ nhiều ngựa đua, tay đua xe đạp nổi tiếng và có vợ đầm mặc nhiên là dân Pháp hồi đó, nên được các tài lũ tạo kính nể. Chính từ thiền, một anh chị Bình Xuyên đã ra bắt và luyện quả lưu đạn lên bột gỗ khi Trần Văn Dào diễn thuyết nói về kháng chiến Nam Bộ với câu Mày kháng chiến hay là chạy? Đảm nhiệm bảo vệ an ninh của Đức Quỳnh Giáo Chủ và Bùi Hữu Việt trong công tác tại Sài Gòn. Từ thiền đã hạ lệnh đóng cửa lệ cung trong một ngày. Dĩ nhiên, tất cả phí tổn đều được đền bù. Nên mặc dầu nhân viên khách sạn long trọng tiếp đón, nhưng lại cung vắng lặng vì không có một khách nào ngoài nhân viên tính cẩn. Tuy vậy, sự đề phòng của Tư Thiên cũng lên tới cao độ. Tài lũ Đức Quỳnh Giáo Chủ và Bồi Hữu Việt vào khách sạn lệ cung rồi. Chỉ vài phút sau, khách quý đã thoát ra cửa sau, trong khi chiếc xe hơi quan trọng vẫn cứ đậu ngoài cửa khách sạn theo sự sắp xếp của tư thiên đức quỳnh giáo chủ và bùi hữu việt áp dụng chiến thuật lệ cung phải ba lần thay xe mới tới đường sai niu tôn thất đạm ngày nay và cùng với những bộ quần áo khác gặp ông nguyễn văn sâm khâm sai nguyễn văn sâm phụ tá nguyễn bảo toàn hân hoan đón tiếp đức quỳnh giáo chủ và bùi hữu việt vì đã là bạn thân cũ và cũng vì đã nghe tiếng nhau Đức Quỳnh giáo chủ đã cùng ông Nguyễn Văn Sâm thảo luận và đề ra lý thuyết của dân xã đảng mà ngày nay phía chánh trị của Phật giáo hòa hảo còn áp dụng. Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Bảo Toại nghe danh bỡn việc là một chánh trị phạm bị pháp đầy ra côn đảo và hiện nay là tư lệnh của trung đoàn 25 Bình xuyên, một trung đoàn đầy đủ vũ khí và nhân số nhất thời đó. Bạn cũ anh hùng gặp nhau nên cuộc thảo luận vô cùng cởi mở, dễ dàng đi tới kết quả. Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Bảo Toại hoàn toàn đồng ý cần phải thành lập hai bộ trong mặt trận quốc gia liên hiệp là bộ chánh trị có thể công khai hoạt động tại thành và bộ quân sự hoạt động trong chiến khu. Đó là hai điều khó vì khá mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng ông Nguyễn Văn Sâm sẽ cố sức thực hiện. Ngày hôm sau, tức Quỳnh Giáo Chủ và Bùi Hữu Phiệt được ông nguyễn văn sâm hướng dẫn tới gặp bác sĩ lê văn hoạch đại diện cho cao đại giáo bác sĩ hoạch đón tiếp các quý khách như những quốc khách và chỉ trong vài giờ đồng hồ bác sĩ hoạch chấp nhận đề nghị của đức quỳnh giáo chủ thành lập chánh trị bộ của mặt trận quốc gia liên hiệp thành phần bao gồm đức quỳnh giáo chủ là chủ tịch với bí danh quỳnh an bác sĩ hoạch làm phó chủ tịch ông nguyễn văn sâm làm cố vấn chánh trị Bồi Hữu Việt, cố vấn chánh trị và quân sự. Như vậy, liên quân kháng chiến Bình Xuyên bao gồm Bình Xuyên, Đại Việt Quốc dân Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng, Hòa Hảo, Cao Đài, Đại tứ Quốc tế. Đã có một uy thế mạnh mẽ về chánh trị, cũng như quân sự qua mặt trận quốc gia liên hiệp. Và lẽ dĩ nhiên trước sự việc này, phản ứng của Nguyễn Bình phải lần lần đi tới quyết liệt, một mất một còn. Nguyễn Bình đánh đòn đầu, kiềm chế Bùi Hữu Việt, tư lệnh trung đoàn 25 Bình Xuyên bằng cách chỉ định tư Tỵ lại trung đoàn phó. Những đòn đầu của Nguyễn Bình ít hiệu quả vì chậu sao, tư Tỵ cũng nể Bùi Hữu Việt. Một chiến sĩ đã được thủ lãnh Bình Xuyên là Dương Văn Dương vị nể. Hơn nữa, bên cạnh Bùi Hữu Việt còn có vị trí không chút tán thành kế hoạch dùng tư Tỵ để kiềm chế Bùi Hữu Việt của Nguyễn Bình. Nguyễn Bình đánh thêm đoạn thứ hai là muốn dùng tay sáo xếp xong phó tướng của Mười Trí làm nội ứng để cảm tử quân của mình bắt trọn bộ tham mưu của Bùi Hữu Việt. Mười Trí, Vũ Tâm Anh, Bùi Hữu Việt đã tương kế tụ kế đưa Nguyễn Bình tới ngôi miếu hoang nơi bến lò đường bên sông Vạm Cỏ để cho một tay thiện xạ của cao đại lính Trịnh Minh Thế bắn trúng sáu viên đạn con 11 ly 45 viên tham mưu trưởng trung đoàn 25 đã cho quân phục kích dài theo bờ sông vàm cỏ nhưng nhận thấy rằng dẫu sao khu trưởng nguyễn bình cũng không đáng tội phải đi mò tôm nên để cho chiếc xuồng chở nguyễn bình bất tỉnh máu me cùng mình an toàn vượt qua cái tầm súng bác sĩ hưởng đã phải mất 6 tháng tận tâm cứu chữa nguyễn bình thoát chết và lẽ dĩ nhiên phản ứng của nguyễn bình sẽ vô cùng khốc liệt